Thưa quý vị, sáng nay, Tổ giám sát số 4 Hội đồng Nhân dân thành phố có chương trình giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại phường Nam Dương, quận Hải Châu. Đến nay, qua thực hiện thí điểm, Ủy ban Nhân dân phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính, đảm bảo công khai dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động. Ủy ban Nhân dân phường Nam Dương đã phát huy vai trò trách nhiệm sáng tạo, chủ động trong quá trình phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính ở một số cán bộ công chức còn hạn chế, hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản và điều hành chưa được khai thác hết những tính năng, chức năng của các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tuy số lượng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên trang thông tin điện tử ngày càng tăng, nhưng chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2. Tại buổi làm việc, Tổ giám sát cũng ghi nhận một số kiến nghị đề xuất của phường trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị.